Đề hỏi chúng ta là gì? À, vì sao nói sao đơn lo rài có cấu trúc mạng tinh thể kiểu lập phương tam diện, được chưa? Thì đây là cái mô hình mạng tinh thể kiểu lập phương tam diện, này là khối lập phương tam diện. Hả? Tôi minh họa bằng cái hình ảnh. Thì ở đây mình nhìn thấy là lập phương tam diện là gì? Lập phương tam diện thì nó sẽ được định nghĩa là gì? Đó là nó có 8 đỉnh, 8 đỉnh có chứa 8 ion hoặc là 8 nguyên tử. Ví dụ trong trường hợp này thì trích ra những ô vòng tròn màu xanh mà chúng ta nhìn thấy chính là CNL, và CNL này chính là CNL trừ trong mô hình mạng tinh thể của NaCNL. Thì đây chính là 8 đỉnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Đây là mô hình 8 đỉnh của ion CNL trừ trong một cái khối mạng tinh thể. Và tương ứng 8 đỉnh đó thì đồng thời có 8 đỉnh, có 8 đỉnh là 8 ion CNL trừ. Ngoài ra còn có 6 mặt. Ngoài ra còn có 6 mặt. 6 mặt ở đây chính là 6 ion, 6 ion CNL trừ. 6 ion CNL trừ đây, ví dụ CNL trừ ông viết lại nha. 6 mặt là 6 ion CNL trừ. 1 2 thấy cái mặt không? Một cái mặt ẩn, số 2 là mặt ẩn thấy không? 3 4 5 và 6, tổng cộng 6 mặt. Thì 6 mặt này cũng chứa 6 mặt chứa 6 ion, được chưa? Rồi đó là cái phần lý thuyết, gồm có 8, tôi nhắc lại nha, gồm có 8 nguyên tử ở 8 đỉnh và 6 nguyên tử ở 6 mặt, hoặc là mình có thể ghi là gì, đó là 8 ion ở 8 đỉnh và 6 ion ở 6 mặt. Bây giờ người ta dùng từ là phương tâm diện là vậy, nhiều tài liệu ghi là phương tâm mặt cũng được. Tâm diện là gì? Tâm diện có nghĩa là ở ngay tâm. Ví dụ ở ngay tâm, các bạn thấy đây là một cái tâm này không? Ở ngay cái một cái xin lỗi, đây là một cái mặt, ở ngay tâm của một cái mặt, diện chính là mặt, ở ngay tâm của một cái mặt, mặt phẳng, đúng không ạ? Mặt phẳng thì lúc này sẽ có một ion hoặc là một nguyên tử, thì người ta gọi đó là phương tâm diện hay là phương tâm mặt nè, thấy không? Nguyên một cái mặt này không? Nó có một cái thằng ở ngay giữa cái mặt này, thấy không? Nó nguyên một cái mặt này, thấy chưa? Nó có một cái thằng ở ngay giữa cái mặt, thì người ta gọi là tâm mặt hay là tâm diện, tức là nguyên cái mặt như vậy, đúng không? Ở ngay giữa nó có một cái nguyên tử hay là một cái ion trong đó. Đấy, thì cái mô hình của NaCNL chính là mô hình điển hình như vậy. Và các bạn, tôi lấy cái ô cơ sở này khảo sát, chính là khảo sát về cái ion CNL, chính là gồm có một cái khối là phương tâm diện của ion CNL sẽ nối liên tiếp với một cái khối của ion Na cộng, được chưa? Và nó hình thành nên rất là nhiều cái khối như vậy, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ khối như thế, được chưa? Và tạo thành nên cái mạng tinh thể của phân tử NaCNL. Và đó lý do tại sao mà chúng ta bảo là sodium chloride có cấu trúc mạng tinh thể kiểu là phương tâm diện hay là phương tâm khối. Rồi vậy thôi ha, đây là một câu khá là hay, khá là điển hình, thì chúng ta có thể tham khảo cái phần này cũng được. Rồi.